Lực lượng biên phòng Quảng Trị và cơ quan chức năng Lào phá thành công một chuyên án ma túy, bắt 8 nghi phạm người Lào, thu giữ 10 kg ma túy đá cùng súng K-59, đạn. Ngày 7 tháng 9, Bộ Chỉ huy BDBP Quảng Trị xác nhận đơn vị vừa cất lưới thành công một chuyên án ma túy, bắt 8 nghi phạm, thu giữ nhiều tang vật cùng vũ khí nóng. Vào khoảng 18 giờ 45 ngày 6 tháng 9, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Den Savan, huyện Sepol, tỉnh Savanakhet, Lào, phòng chống ma túy và tội phạm BDBP Quảng Trị, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Bảo phối hợp đồn công an cửa khẩu quốc tế Den Savan bắt giữ 8 nghi can mang quốc tịch Lào đang có hành vi mua bán và vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 ô tô, 1 cặp biển số giả, 1 súng ngắn K-59 và 4 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Đại tá Lê Văn Phương, chỉ huy trưởng BDBP Quảng Trị cho biết đây là đường dây ma túy mà biên phòng Quảng Trị theo dõi từ lâu. Các nghi phạm hoạt động chặt chẽ, giao dịch với mạng lưới sâu rộng, phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Các nghi phạm buôn bán số lượng ma túy lớn, vì vậy rất manh động và sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Các đường dây này trung chuyển ma túy từ các thành phố lớn của Lào, đưa về tập kết sát khu vực biên giới, đối diện cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, sau đó tìm mọi cách đưa vào Việt Nam và đi các nước thứ ba để tiêu thụ.